Chào tất cả các anh chị, hôm nay em Phú sẽ giới thiệu cho anh chị một cái mẫu xe địa hình của thương hiệu Giam anh chị nhé. Ở Việt Nam thì hay gọi là Giam T ấy, các anh chị. Đấy. Đây là một chiếc địa hình có tên là thương mại là Giant ATX 830. Thì đây là một chiếc mà giá nó cũng không quá đắt đâu, 12.950.000 so với những cái sản phẩm trong Giam, trong cái thương hiệu Giam thì nó không quá đắt đâu các anh chị nhé. Lý do vì sao các anh chị nên mua Giam? Thứ nhất, thương hiệu tốt. Thứ hai, nếu các anh chị không biết nhiều về xe đạp, cứ Giam mà fan các anh chị nhé. Đấy, các anh chị không phải lăn tăn hay là yên tâm về lo lắng về chất lượng của nó đâu. Mình không biết gì về xe đạp, mình gọi là dân amateur ấy các anh chị. Cứ đè Giam mà mua ra, cái kiểu gì các anh chị cũng xài được rất là lâu. Tại vì đồ của nó đều lắm các anh chị. Ok, lan man một chút xíu như vậy. Bây giờ em sẽ đi chi tiết giới thiệu cho anh chị cái con Giam ATX 830 này các anh chị ạ. Ok, mời bạn cameraman cảnh sát đây anh chị ha. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về phần đầu xe nè. Phần đầu xe thì ở đây chúng ta được thấy được một cái cặp sừng trâu. Đấy, cái sừng trâu này á, mục đích là gì các anh chị? Mục đích là giúp cho chúng ta này, khi mà chẳng may mà xe nó ngã các anh chị, thì cái này á nó sẽ giúp chúng ta bảo vệ cái bàn tay của chúng ta, nó không bị va quẹt xuống đường làm bị thương chúng ta. Đó là mục đích của cái sừng trâu này các anh chị nhé. Thứ hai, đi kèm với nó là một cái này nó cũng khá là đẹp. Đấy, nó cũng khá là đẹp anh chị nhá, và rất là êm nha, thực sự là sờ trực tiếp thì khá là êm. Đấy, phanh thì ở đây chúng ta thấy hai con thắng dầu của Tektro ấy. Đấy, đồ của Giam thì nếu mà phân khúc giá này thì được trang bị thắng dầu hết rồi các anh chị ạ. Ở đây thì anh chị thấy cái tay đề 3 số này là nó trang bị cái bộ truyền động của Shimano Altus với cái bộ biến tốc là 3x9 anh chị nhé, là 3 đĩa phía trước và 9 đĩa phía sau. Thì nói chung nhu cầu của mình tầm đấy thì mình đi quá là thoải mái rồi anh chị. Nếu mà đi muốn gọi là trải nghiệm nhiều hơn chút xíu thì có thể nâng cấp lên một số dòng cao hơn để sử dụng cái bộ truyền động nó cao cấp hơn. Còn trường hợp mình đi tập thể dục thể thao thì con này là một cái lựa chọn quá tuyệt vời rồi, mình không cần phải lăn tăn gì nhiều đâu anh chị. Đó là cái phần đầu xe. Bánh xe thì bánh của dòng Giam này á, bánh 2 7.5 nhân với là 1.95. Bánh này bánh cũng của Giam luôn các anh chị nhé. Phuộc thì vẫn là phuộc thủy lực của Giam. Và cái gì ạ, có cái này, đó là khóa mở phuộc trên này luôn các bạn nhé, khóa mở phuộc trên này luôn. Đấy, rất là nhẹ nhàng. Ở dưới đây nó cũng vận hành các anh chị này. Nhà tay em á, cứ nếu mà các chị mà không biết nhiều về xe thì cứ lấy Giam ra cửa hàng hoặc là kiếm lên mạng chỗ nào có Giam là mua, không cần phải lăn tăn thì nhiều. Chất lượng thì có mua mặt mấy chục năm ở trên thị trường Việt Nam hiện tại rồi, thành ra mình không phải có gì lo lắng đâu các anh chị. Đó. Tiếp theo là chúng ta nói về phần nó có con hai nãy em nói là thắng dầu của Tektro đúng không anh chị? Thắng dầu của Tektro thì nó ở đây các anh chị nhé. Này, có theo dầu phía trước phía sau. Đó. Bóp phát đứng cứng ngắc luôn, mà bóp rất là nhẹ các anh chị nhé, cực kỳ nhẹ luôn. Đó. Phuộc thủy lực rồi. Chúng ta sẽ nói đến cái phần khung xe. Đi ra phía sau này thì nó là phần khung xe. Khung xe là khung của Giam dòng ATX. Đấy, thì mình màu sắc thì rất là bắt mắt. Thứ hai là cái nước sơn của nó sờ vào mình thấy, mình cảm nhận được cái sự đầu tư về công nghệ cũng như là chất xám, cũng như là chú trọng về cái sản phẩm. Rồi, những cái mối hàn đây anh chị biết nè, tức là khung này khung nhôm thì nhưng mà họ làm cái mối hàn nó rất là đẹp. Đấy, họ xử lý để cho nhìn cái góc độ thẩm mỹ á, thì nó nhìn nó trải nghiệm nhiều hơn, nó tinh tế hơn anh chị ạ. Phía này cũng vậy anh chị ha. Còn đây là cái phần yên của Giam ATX 830. Đấy, diện yên xe các anh chị nhé. Đó. Trải nghiệm rất là mềm anh chị nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến cái phần đầu sau của xe Giam ATX này. Thì hồi nãy em có nói với anh chị là nó sử dụng cái gì ạ? Cái đây, cùi của Altus 3x9, 3 tút Altus anh chị nhé, 3x9. Đó. Clip này cũng là clip của Shimano anh chị nhé. Đồ của Giam làm rất là đều. Đấy, bạc đàn này anh chị, thắng đĩa phía trước phía sau, theo dầu luôn anh chị nhé. Đấy. Nguyên tổng thể cả một con xe này á, thì mình đánh giá thì thiệt con này mình phải gọi cái dùng cái từ danh giá là nó rất là trâu bò, vì chắc chắn với anh chị xài nó khó hư lắm, khó hỏng vặt lắm. Cái loại này mà đi đường á, nó đa năng rất là nhiều, nó đa năng, mình đi cái địa hình nào mình cũng đi được hết các anh chị. ví dụ như là đường sỏi đá, rồi đường gồ ghề, rồi lên dốc xuống dốc, rồi lên vỉa hè xuống vỉa hè, rồi đạp đi thể dục thể thao, đạp đi chợ, đạp đi học. Đấy, đa năng rất là nhiều. Đi trong phố thì anh chị khóa phuộc lại để mình đi rất là khỏe anh chị. Đấy, về cơ bản thì nó như vậy. Và cái giò dĩa này á, các anh chị, giò dĩa của Giam này á, là nó xài cái giò dĩa của Bruwell các anh chị nhé, rồi Bruwell đó. Thì cơ bản là nó như vậy các anh chị nhé. Vỏ của Giam, vành của Giam, bộ truyền động 3x9, phanh đĩa phía trước phía sau, phanh dầu Tektro, phuộc thủy lực hai bên. Đấy, phun bật đà phía trước phía sau anh chị, rửa luôn rất là nhẹ nhàng. Size thì đủ tất cả các size S, M, rồi màu cũng vậy. Đấy, ghi đông bô tang của Giam, nói chung full cái này của Giam hết, ngoài cái trừ cái bộ giò dĩa với phanh dầu của Tektro, giò dĩa của Bruwell là của Giam. Đấy, em xin nhấn mạnh là chút xíu, anh chị nào không biết về xe thì cứ thương hiệu Giam là mua các anh chị nhé, không cần phải lăn tăn nhiều. Ok, hy vọng cái video này sẽ giúp ích được các anh chị phần nào đó khi các anh chị quyết định lựa chọn một cái dòng xe để mình làm người bạn đồng hành tập thể dục thể thao. Và em xin chân thành cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi cái video này. Hẹn gặp lại các anh chị ở những cái video phía sau anh chị nhé. Xin chào.